Vừa qua thì Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Được biết thì tính đến ngày 29 tháng 12, địa phương này có tổng cộng 1.012 doanh nghiệp với tổng số 174.822 lao động gửi báo cáo tình hình tiền lương trong năm 2021, trong đó có kế hoạch thưởng cho Tết người lao động. Số liệu từ báo cáo cho thấy, mức thưởng Tết cao nhất từ các doanh nghiệp thuộc những ngành nghề như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, điện, điện tử, hóa mỹ phẩm, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, tư vấn bất động sản. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp quy mô nhỏ và sử dụng lao động giản đơn chi tiền thưởng thấp hơn. Về mức thưởng Tết dương lịch năm 2022, số tiền thưởng bình quân là 4,09 triệu đồng trên một người, cao hơn 20,2% so với năm 2020 là 3,39 triệu đồng trên một người. Mức thưởng cao nhất từ doanh nghiệp 1 có vốn đầu tư từ nước ngoài, khi đơn vị này chi đến 471 triệu đồng trên một người. Đối với mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là 8,88 triệu đồng trên một người là mức tiền thưởng bình quân và cao hơn 0,8% so với năm 2020. Đáng chú ý, một doanh nghiệp tại khối FDI có mức thưởng cực lớn gần 1,3 tỷ đồng trên một người. Trong số 1.012 doanh nghiệp kể trên thì có trên 451 đơn vị vừa chi tiền thưởng Tết cho người lao động, vừa có thêm một số hình thức hỗ trợ như tiến hành lì xì, tặng quà và phiếu mua hàng, tổ chức xe đưa đón hoặc tặng vé xe, hỗ trợ nhiều tài xế. Trong dịp Tết sắp tới thì sẽ có nhiều đơn vị còn lên tổ chức kế hoạch tiệc tất niên cho toàn thể nhân viên, thăm hỏi những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho các chuyến xe đưa đón người lao động về quê. Dù đã trải qua một năm khá vất vả với thị trường, tuy nhiên thì không ít những doanh nghiệp vẫn cố gắng trụ vững, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên. Không những vậy mà còn giúp mọi người vững tin vượt qua mùa dịch.